Thì bây giờ chúng ta thử và chúng ta đã thử đi vào tìm hiểu về một số cái hiện tượng rất là phổ biến khi chúng ta nuôi tôm, nhưng mà tất cả đều nằm ở cái mức độ là dự đoán, chứ chưa có những cái thực nghiệm để chứng minh xem những dự đoán là đúng hay sai. Và một cái hiện tượng đầu tiên mà là tôi muốn đưa ra đây để thảo luận cùng với mọi người, đó là cái chuyện khi mà trời mưa to, mưa liên tục, mưa với lại là cái lưu lượng lớn thì thông thường nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với một cái hồ tôm. Khi đó con tôm nó sẽ ăn yếu, thậm chí là nó bỏ ăn. Và nếu như cái ao tôm đó sẽ có những cái vấn đề là môi trường trước đây thì có thể nó xảy ra cái hiện tượng là tôm nó sẽ rớt lại ra. Và nếu như chúng ta không có biện pháp khắc phục tức thời thì ngay lập tức thay vì cái chuyện nó rớt lại ra, nó sẽ chuyển sang là nó rớt hàng loạt. Thì tất cả bà con nuôi tôm đều rất sợ những cái cơn mưa liên tục, những cơn mưa dai dẳng, những cơn mưa lớn như thế. Thế thì tại sao khi mà trời mưa lớn, mưa to, mưa dai dẳng như vậy thì sẽ gây ra những cái tác động rất xấu đối với ao tôm? Một trong những cái mà bà con thường lý giải đó là khi trời mưa thì nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái độ là pH ở trong ao nuôi. Và cái biện pháp khắc phục đó là gì? Là chúng ta phải là giữ cho cái pH nó không được phép giảm xuống nhiều bằng cách là chúng ta sẽ đánh vôi. Chúng ta có thể sử dụng là vôi đá, chúng ta có thể sử dụng vôi nóng, chúng ta pha trong nước và chúng ta tạt. Và cái liều lượng tạt thì nó phụ thuộc vào là mưa lớn hay là mưa nhỏ. Thì cũng có khá nhiều các kinh nghiệm được bà con đúc kết lại. Chúng ta xử lý bằng là vôi kịp thời thì nó sẽ tránh được tình trạng là tôm nó bị rớt. Hay là có một cái cách lý giải khác nữa, đó là khi trời mưa thì nó sẽ đem những cái khí độc nó tuôn xuống ở trong cái hồ nuôi. Vậy thì khí độc đó là khí độc gì? Và tại sao thì nó làm cho con tôm yếu, con tôm nó bỏ ăn, con tôm nó rớt? Nếu mà nói về khí độc thì cái này là chúng ta phải kiểm chứng thêm, chúng ta phải đo đạc để chúng ta biết để chúng ta khắc phục nó bằng cách nào. Thế nhưng cái hiện tượng mà khi trời mưa mà con tôm nó rớt thì chắc chắn một điều là nó phải có một cái sự biến đổi rất lớn về môi trường. Biến đổi đó là biến đổi gì? Chúng ta phải kiểm chứng. Thế thì cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi là đưa ra một cái giả thuyết nó như thế này. Đó là khi trời mưa thì cái nước mưa nó là nước ngọt. Cái độ dẫn điện nó là rất thấp so với nước lợ hay nước mặn, độ dẫn điện cao. Thế thì đối với cái nước mà hoàn toàn không có cái độ mặn, cái nước ngọt hoàn toàn và cái nước không có chứa khoáng chất trong đó luôn, hàm lượng khoáng chất rất là nhỏ, rất là thấp. Bởi vì nước mưa là hầu như là đó là hiện tượng bay hơi và sẽ là ngưng tụ lại, cho nên là cái hàm lượng khoáng chất, những cái chất mà gọi là trao đổi điện giải, những cái ion trong đó nó cực kỳ thấp. Và đây là cái môi trường mà không có lợi cho con tôm, cho nên khi đó là con tôm nó sẽ tìm cách là nó tránh xa là cái lượng nước mưa này. Và khi mưa xuống thì nó nằm ở trên mặt, cho nên để tránh cái lượng nước mặt này thì con tôm nó có xu hướng là nó sẽ chui xuống tầng đáy, nó sẽ đi trốn. Thế thì khi mà con tôm nó chui xuống dưới tầng đáy nó trốn thì lúc đó sẽ phát sinh thêm những rủi ro. Nếu như cái ao tôm chúng ta mà chúng ta cung cấp đầy đủ oxy, nhất là oxy đáy, ao tôm chúng ta mà chúng ta tạo được cái dòng chảy thì không sao, nó sẽ không phát sinh thêm rủi ro. Nhưng mà lỡ mà cái ao chúng ta mà không đủ oxy, nhất là oxy đáy, thì lúc đó thay vì con tôm nó phân bố đều ở tầng đáy cũng có, tầng giữa cũng có, tầng mặt cũng có, nó bơi lội, thằng này nó sợ, nó chui, nó trốn, nó tập trung hết với tầng đáy và nó không bơi. Mà nếu cái tầng đáy đó mà thiếu oxy nữa thì đồng nghĩa cái chuyện là nó sẽ yếu. Và nếu như mà thiếu oxy trầm trọng thì nó sẽ chết. Thế nên đấy là chúng ta có thể dự đoán theo cái chiều hướng như thế. Và sắp tới thì cái nhóm nghiên cứu sẽ cố gắng sẽ làm những cái thực nghiệm để chứng minh xem là những dự đoán đó, cái độ chính xác nó là tới đâu.